Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ tán đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương linh dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tam bảo là những người tự hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tam bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam bảo cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn từng khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đều nhau ca thể. Thưa những quý vị, chúng ta tham dự khóa thiền gọi là khóa thiền tứ niệm xứ. Thông qua đó chúng ta có những cái sự chuẩn bị. Nhưng mà quý vị có bao giờ nghĩ là như vậy đó, tứ niệm xứ giúp cho phát triển trí tuệ Pali gọi là Panya, mà Hán Phật giáo phát triển thì gọi là trí bát nhã đó. Như vậy đó, cái trí bát nhã mặt mũi nó là cái gì, nó trông ra làm sao mà mình nói đó, mình thực hành tứ niệm xứ phát triển trí bát nhã. Khi xưa khi mà trong quá trình sư đi tiền đạo, sư đi ở những cái gọi là những cái thiền viện của Phật giáo phát triển đó, để xem các cái dòng thiền tông nói gì về trí bát nhã, nói gì về sự giải thoát. Và sư thấy là cái sự mô tả của họ nó rất mơ hồ, nó giống như là một cái tấm màn nó mờ, và người ta nói nhiều về cái trạng thái sẽ có của một người giải thoát giác ngộ, nói nhiều về cái đó chứ không có nói nhiều cái cách làm sao để đi đến đó. Quý vị để ý có phải nó dẫn đến có những cái trường hợp đó, người ta chưa chứng thiền nhưng mà người ta nói năng hành động như người đã chứng thiền. Nó dẫn đến một câu rất là nổi tiếng ở Phật giáo phát triển, đó là bàn thiền thì tợ thánh, trước cảnh như ngu, dầu ở cửa không chưa thành vô ngã. Bàn thiền rất giỏi, nói thiền rất giỏi, nhưng cái thực tế mình không được. Nó giống như là một người sau khi đi ra khỏi căn nhà đang cháy, họ có sự an lạc, sự hạnh phúc tột độ của một người đã thoát khỏi một đám cháy. Và họ thở phào, họ nói là mừng quá, mát quá, thoải mái quá. Thì những người ở trong căn nhà đang cháy đó, thay vì họ nỗ lực để họ đi ra khỏi căn nhà, thì họ lại nghe lỏm được cái câu nói của người đã ra khỏi nhà, và họ cũng bắt chước
họ nói là mát quá, mừng quá, thoải mái quá. Nhưng mà thực tế thân của họ vẫn còn ở ngôi nhà đang cháy và không thoát khỏi sự chết cháy. Hoặc giống như kinh ví dụ cái bè, quý vị đã nghe rất là nhiều, được ví như một người sau khi lên bờ thì bỏ bè lại, chứ không có ai lên trên bờ lại vác cái bè theo. Cho nên nó dẫn đến nhiều người hiểu sai. Họ nói bờ ở đằng trước, cứ bước tới thôi. Quan trọng mình không dám bước, cứ bước tới thôi là tự nhiên là mình tới bờ. Và rất nhiều người họ học cách bỏ bè. Nhớ dùm câu pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Cái vấn đề là cái trạng thái đó là trạng thái của những vị đã chứng A-la-hán. Khi đó đó gọi là nước chảy thành sông, tự nhiên các ngài làm được chuyện đó. Bởi vì các ngài đã có nền tảng là một nội tâm được làm cho trong sạch, được làm cho vô nhiễm. Và sau đó các ngài chỉ việc bước theo một bước chọc thủng màn vô minh, chứng đạo quả giải thoát. Và khi đó các ngài buông luôn cả pháp, buông cả cái chánh pháp, tức là pháp thiện đó cũng phải bỏ. Nhưng cái vấn đề là những người phàm phu khi mà nghe như vậy họ hiểu sai, dẫn đến là họ lo họ bỏ chánh pháp, trong khi tà pháp còn y nguyên. Họ lo họ bỏ thiện pháp, trong khi bất thiện còn y nguyên. Họ lo bỏ những pháp làm cho tâm trong sạch, trong khi nội tâm còn cấu uế. Và rất nhiều người chết chìm do nhảy xuống bỏ lại bè trong khi chưa đến bờ. Thành ra đó, quá trình thực hành tứ niệm xứ là một quá trình tuần tự từng bước để đưa chúng ta đến sự giải thoát và giác ngộ. Ở trong kinh ví dụ tấm vải, Đức Thế Tôn ví dụ như một tấm vải mà dơ bẩn, thì khi mà nhúng vào cái thùng nước nhuộm á, thì tấm vải đó sẽ bị loang lỗ, bởi vì có chỗ nó nhuộm được mà có chỗ nó lấm lem. Chỉ khi nào một tấm vải được giặt sạch, không còn những ô nhiễm cấu uế, thì khi đó tấm vải đặt vào thùng thuốc nhuộm thì được nhuộm một cách khéo léo, thì nó sẽ đều đặn và không có những lấm lem. Cũng tương tự như vậy, một hành giả, một nội tâm còn chưa có thanh tịnh, chưa có trong sạch, mà nghe những cái pháp cao thượng, rồi tự mình ảo tưởng là mình có thể chứng ngộ những cái đó, thì họ giống như một tấm vải bị lấm lem. Miệng thì nói sở chứng của bậc thánh, trong khi mình không có khả năng đó. Quý vị sẽ thấy những bài thơ thiền rất là nhiều ở trên mạng, và thậm chí là được truyền tải rất là nhiều trong giới tăng ni cư sĩ. Nhưng thực tế cái người mà viết nên những bài đó, họ chỉ là người nhai lại, tưởng tượng. Bao nhiêu trong số đó thực sự trải nghiệm trạng thái giải thoát? Chính bởi vì lẽ đó đó, người ta nói rất nhiều về trí bát nhã, nhưng người thật sự nhìn thấy và sử dụng nó thì có được mấy ai? Chính bởi vì như thế, khi sư thực hành tứ niệm xứ thì sư thấy rõ cái trí panh nha nó là như thế này, sự phát triển trí tuệ nó là như thế này, tuệ là nằm ở đây.
quý vị có bao giờ nghĩ là cái chuyện mà thở vào biết là thở vào, thở ra biết là thở ra đó. Các cảm thọ nóng, lạnh, dễ chịu, khó chịu đều ghi nhận. Các oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi đều ghi nhận. Các trạng thái tâm, tâm thiện, tâm bất thiện đều ghi nhận. Thì trí tuệ ở đâu ra? Do đó trong khóa thiền, sư hướng dẫn quý vị đi tuần tự. Việc đầu tiên là cho quý vị giữ giới. Chúng ta thọ trì bát quan trai giới, nó là một cách để cho chúng ta làm trong sạch về giới. Khi mà giới chúng ta thanh tịnh, đi thêm một bước nữa chính là thu thúc sáu căn. Nhớ giùm, cái chuyện mà chúng ta thọ trì cái giới mới, nó giống như là một tấm vải chúng ta đem đi giặt. Nhưng mà giặt rồi đó thì chúng ta phải cầm nó lên bằng một cái tay không có bẩn. Quý vị có biết là khi chúng ta rửa chén, chúng ta nhào và chúng ta phụ rửa chén, cái chuyện cần làm đầu tiên của mình là cái gì biết không? Là rửa tay. Bởi vì khi mình rửa tay, tay mình mới sạch. Và mình đụng vào cái chén thì mình mới làm cho chén nó sạch. Còn mình nếu như chỉ vì lòng tốt mà mình rửa chén mà tay mình không rửa, thì nó khi mình quậy nước, mình rửa, mình tráng xà bông, thì mình sẽ làm cho cái chén nó bị bẩn trở lại. Cái việc mà mình nhuộm vải cũng thế, sau khi mà giặt xong thì phải có một cái bàn tay sạch sẽ cầm lên tấm vải, phơi nó lên ở chỗ sạch sẽ. Cái xào á, nó cũng phải sạch đó. Và chỗ đó đó không có những cái sự bụi bẩn thổi đến, rác rưởi được đốt làm cho khói nó sẽ xông vào tấm vải. Như vậy tấm vải nó sẽ bẩn trở lại. Tác dụng của việc chúng ta thu thúc sáu căn, nó làm cho tâm của chúng ta không bị bẩn trở lại sau khi chúng ta thọ trì bát quan trai giới. Chính vì lẽ đó, sư đề nghị thậm chí một cách nghiêm khắc là chúng ta không nói chuyện. Khi chúng ta thu thúc sáu căn thì nó giúp cho nội tâm của chúng ta không bị vấy bẩn trở lại. Còn khi chúng ta không làm được điều này, chúng ta lo ra, thì nó sẽ làm cho nội tâm của chúng ta bị bẩn trở lại. Cho nên rất nhiều vị trong suốt khóa thiền đạt được sự an lạc của nội tâm. Nhưng quý vị không biết là chúng ta còn có thể an lạc gấp 10 lần như thế nếu như chúng ta không tự làm cho tâm mình bị ô nhiễm vào những lúc thất niệm. Đó. Thành ra đó, trong khóa thiền sư không có nói quý vị xả thiền, bởi vì việc hành thiền vốn dĩ không có xả thiền. Đặc biệt là chúng ta chỉ có 10 ngày thôi. 10 ngày này là 10 ngày rất hiếm trong dòng luân hồi sanh tử. Nhờ chúng ta có sự chuẩn bị một nội tâm trong sạch như thế, thì việc tiếp theo chính là phát triển định, theo dõi hơi thở. Có rất nhiều phương pháp để định tâm, nhưng mà ngay cả trong tứ niệm xứ thì việc đầu tiên Đức Thế Tôn vẫn hướng dẫn là theo dõi hơi thở. Việc theo dõi hơi thở giúp cho tâm của chúng ta được định tĩnh, chú tâm vào một điểm. Chỉ riêng việc thở vào biết là thở vào, thở ra biết là thở ra. Theo dõi
nên một điểm. Chỉ riêng việc đó thôi đủ để một hành giả đạt đến tứ thiền, đã đủ rồi. Chính vì bởi vì lẽ đó, sư không hướng dẫn quý vị những phương pháp cao hơn trong việc theo dõi hơi thở. Ví dụ thở vào dài biết rõ thở vào dài, thở ra dài biết rõ thở ra dài, hoặc cảm nghiệm toàn thân hơi thở ta thở vào, cảm nghiệm toàn thân hơi thở ta thở ra. Sư không hướng dẫn, bởi vì ngay từ cái yêu cầu cơ bản đầu tiên mình chưa đạt đến thì vội gì đến những bước tiếp theo. Nó giống như một đứa bé chưa có học xong cộng trừ nhân chia mà đã vội nhìn vào đạo hàm tích phân ma trận, đứa bé nó không học nổi. Cũng vậy, cái quy trình ấy, là khi chúng ta theo dõi hơi thở, thở vào biết là thở vào, thở ra biết là thở ra, chúng ta có thể phát triển định và thậm chí đạt đến tứ thiền hơi thở. Rất nhiều vị trong khóa thiền này chỉ riêng việc theo dõi hơi thở vào và ra đã trải nghiệm được định tâm và có được ánh sáng. Sư không nói đó là một cái gì đó hay ho để mình tự hào. Đây là một quá trình mà nếu như mình thực hành đúng thì mình có thể trải qua. Thành ra đó, tùy vào khả năng định của mỗi người mà họ có thể thấy ánh sáng. Và cách xử lý đối với ánh sáng sư có hướng dẫn riêng với từng thiền sinh, tùy theo giai đoạn định tâm của họ. Và nếu như một vị hành giả đạt đến tứ thiền hơi thở chỉ riêng bằng việc thở vào và thở ra, thì khi đó vị ấy đi ra khỏi tứ thiền hơi thở, vị ấy có thể dễ dàng quan sát những đặc tánh của hơi thở do định tâm của vị ấy đã mạnh mẽ. Chính bởi vì lẽ đó, vị đó mới có thể theo dõi tiếp những đặc tánh của hơi thở. Hơi thở dài hay là hơi thở ngắn. Và vị ấy có thể nhìn thấy rõ toàn bộ quá trình của hơi thở, từ khi hơi thở đi vào cho đến khi hơi thở đi ra. Nhưng mà đó là dành cho những vị đã đạt tứ thiền hơi thở. Lưu ý giùm sư cái này. Cho nên khi quý vị đi về, nếu có tham dự khóa thiền khác hoặc đi đến các trường thiền khác, nếu như quý vị có đủ phước đủ duyên, thì nên tránh trường hợp là mình vội vã theo dõi các đặc điểm của hơi thở khi mình chưa đạt được định trên hơi thở. Bởi vì nếu như ai mà đã từng tham dự các khóa thiền khác có hướng dẫn về đặc tánh của hơi thở, thì họ sẽ trải nghiệm một trạng thái là bối rối. Bởi vì định chưa có mà bắt phải theo dõi sự dài ngắn của hơi thở, định chưa có mà bắt phải theo dõi những đặc tánh của hơi thở, định chưa có mà bắt phải theo dõi sự an lạc thân hành ta thở vào. Đó, họ sẽ bối rối. Chính bởi vì lẽ đó, trong khóa thiền này sư chỉ hướng dẫn quý vị thở vào và thở ra. Đó. Và nhiều vị đạt được định rất tốt trên hơi thở. Khi chúng ta đạt được định, đương nhiên cái định của chúng ta nó chưa đạt đến các tầng thiền. Một số vị tiến triển rất tốt, sư có hướng dẫn vị ấy tu tiến lên để có thể chứng đắc. Nhưng mà đa phần chúng ta chưa có
đừng bao giờ vội. Người khác tu nhanh, tu chậm là chuyện của người ta. Vấn đề là mình tu như thế nào. Chính bởi vì lẽ đó, khi mà chúng ta có định rồi, sư hướng quý vị đến việc quan sát thân, thọ, tâm, pháp, theo dõi từng chuyển động lớn nhỏ của đại oai nghi và tiểu oai nghi, theo dõi từng cảm thọ xuất hiện. Đó. Và nếu như có bất kỳ một cái suy tư, một cái vọng tưởng nào khởi lên, thì chúng ta làm một cái giải pháp là phủi bụi. Đó là gì? Buồn. Thì như vậy đó, tâm của chúng ta sẽ được trong sạch, để có thể quan sát được trạng thái của thân và tâm này. Khi quý vị hành thiền tứ niệm xứ theo sự hướng dẫn của sư, quý vị sẽ có thể cảm nhận được tâm của mình trở nên nhạy cảm với tất cả các pháp, với tất cả các pháp. Đó. Khi mà một nội tâm nó vừa chớm tham, ngay lập tức mình phát hiện ra ngay và nhìn thẳng vào trạng thái tham của tâm. Khi đó chúng ta sẽ trải nghiệm được một trạng thái là mình nhìn vào nó thì nó biến mất. Rồi khi mà một trạng thái tâm sân vừa chớm khởi là do mình chuẩn bị tâm một cách nhạy cảm, mình có thể nhìn thấy nó và chúng ta có thể trải nghiệm một kinh nghiệm, đó là nhìn vào trạng thái sân của tâm thì sân biến mất. Do đâu? Ở đâu có chánh niệm thì ở đó không có bất thiện. Ở đâu có thiện, ở đó không có bất thiện. Ở đâu có ánh sáng thì ở đó không có bóng tối. Cho nên khi tâm chúng ta nhạy cảm, chúng ta phát hiện ra ngay những ô nhiễm của nội tâm khi nó vừa chớm. Mà khi nó vừa chớm thì nó rất là nhẹ, nó rất là nhỏ, nó rất là vi tế. Cho nên bằng năng lực định tâm, chúng ta có thể xử lý nó. Đây là cái mà khi chúng ta về đời, hoặc những người không có tu, họ làm không được. Đó là nhạy cảm phát hiện, dập tắt ngay từ đầu. Còn người đời, họ để cho cái nội tâm đó nó được nhen nhóm, lửa tham nhen nhóm, lửa sân nhen nhóm. Rồi đến khi cái ngọn lửa nó bùng phát, thiêu đốt họ, thiêu đốt nội tâm của họ, thì dù cho họ có nhìn vào trạng thái tham và sân thì nó cũng không đủ để dập tắt. Giống như mình chỉ có một ly nước, ngọn lửa nó chỉ như cái đèn cầy, mình chỉ cần tạt nó một cái là tắt ngấm. Cái định của chúng ta có nhiêu đó thôi. Thì cái vấn đề chúng ta là gì? Cần phải nhạy cảm phát hiện khi nó vừa chớm, giống như ngọn lửa đó, vừa chớm là mình dội tắt nó ngay. Còn mà mình để cho lửa nó bùng lên, nó cháy nhà, rồi xin thưa cái ly nước này nó chết quá, làm không được. Thì khi đó mình cần cái gì? Cần vòi rồng, cần xe cứu hỏa. Cho nên á, khi mà chúng ta để cho nội tâm của chúng ta bị thiêu đốt rồi, khó mà dập tắt. Thành ra hãy cẩn trọng. Mà xin thưa, toàn bộ quá trình quan sát thân và tâm này
chỉ nhằm một mục đích là làm sạch tâm. Làm sạch tâm một cách sâu sắc hơn. Ví như một tấm vải sau khi giặt thì mình cần phải giặt, hấp, sấy sâu từng sợi vải để đảm bảo là nó được trong sạch hoàn toàn. Thì khi chúng ta quan sát thân và tâm này đó, ngay khi mà vừa mới có ô nhiễm vừa chớm là chúng ta giải quyết nó ngay. Để chi? Quá trình quan sát mình tập thành thật với chính mình. Ngày thường tự mình lừa mình dối người, mình tham mình không biết là mình tham, mình sân mình không biết là mình sân. Chỉ chờ khi nào mà lửa nó cháy nhà đó thì muộn rồi. Thành ra thực hành tứ niệm xứ, bước đầu tiên nhờ có định chúng ta quan sát thân và tâm. Nhờ như thế chúng ta thành thật với chính mình. Nó như thế nào chúng ta phát hiện ngay như thế đó. Đặc biệt những ô nhiễm của bất thiện chúng ta diệt trừ, bóp nát nó từ trong chứng nước, từ khi nó vừa chớm phát sinh. Nhưng mà như vậy nó chỉ là nền cho tuệ, chứ nó chưa phải là tuệ. Một số vị thì có thể nói là đó là cái tuệ quan sát danh sắc. Thì quý vị muốn gọi nó là tuệ thì gọi. Nhưng với sư nó chỉ là cái bước khởi điểm, cái bước chuẩn bị. Chuẩn bị mình đón nhận cái tuệ này. Tuệ là cái gì? Vipassana nhà đó là tuệ thấy rõ tam tướng. Khi chúng ta chuẩn bị một nội tâm sạch sẽ, tinh khiết như thế, chúng ta quan sát và chúng ta suy tư, chúng ta hướng tâm để ý đến ba khía cạnh là sự vô thường, khổ và vô ngã. Cái sự vô thường ấy, trong quá trình quan sát chúng ta có thể nhận thức một cách rõ ràng do sự biến động, biến đổi liên tục của thân và tâm. Thấy rõ nó vô thường. Rồi từ lấy mình đối chiếu ra bên ngoài, tức là sau khi quan sát nội thân, chúng ta quan sát ngoại thân là những cảnh bên ngoài. Chúng ta thấy thế gian xung quanh nó đều như thế, đều là vô thường. Khi đó cặp mắt chúng ta nhìn cảnh, chúng ta nhìn bằng một cặp mắt trí tuệ, có chánh niệm, tỉnh giác, thấy rõ đặc tánh vô thường của tất cả các pháp. Quý vị đã thấy được cái này chưa? Nhiều người gật đầu, rất tốt. Khi đó mắt mình nhìn vào cơ thể này, mình nhận thức rất rõ sự vô thường của cơ thể này. Rồi khi mắt mình nhìn lên, mình nhìn vào bất kỳ một cảnh nào thì cái lăng kính vô thường ấy, nó sôi rọi chỗ đó. Mình nhìn bất kỳ cái gì mình đều thấy sự vô thường. Khi đó tuệ đang làm việc. Và cái thứ hai, chúng ta thấy rõ sự khổ, nhận thức rõ sự khổ. Chúng ta nhận thức rõ cái khổ nó chỉ đơn giản là nó thay đổi từ cái khổ đang hiện hữu sang cái khổ đang trực chờ. Chúng sanh không làm cách chi mà thoát khỏi cái khổ. Toàn bộ cái cảm giác lạc thọ nó đều là cái khổ trực chờ, là cái khổ đang đến,
sẽ đến và chắc chắn đến. Khi quan sát thân và tâm này, chúng ta sẽ nhận thức rất rõ cái khổ. Đó là cái mà quý vị đã trải qua. Rồi khi mình mở mắt mình nhìn lên, tức là từ nhìn ở trong thân, bây giờ nhìn ra ngoài thân, chúng ta đều thấy mọi thứ xung quanh dưới lăng kính của sự khổ. Tất cả đều là vô thường. Chính bởi vì vô thường nó đưa đến sự khổ. Chúng ta thấy rõ điều đó. Từ bông hoa nó vô thường, chúng ta thấy rõ cái khổ bên trong bông hoa. Và chúng ta thấy rõ cái khổ của người luyến ái với bông hoa và mong ước nó là thường, nhưng bởi vì nó vô thường cho nên nó là cái khổ tiềm ẩn. Chúng ta nhìn bất kỳ vật gì thì chúng ta đều thấy, một là cái khổ đang hiện hữu, hai là cái khổ đang tiềm ẩn. Chúng ta nhận thức rất rõ thông qua lăng kính này. Đây là điều mà sư mong mỏi đến cái ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy. Đó chính là tuệ. Và cái thứ ba là chúng ta thấy rõ sự nhận thức là không có cái gì là cốt lõi và không có cái gì để mình có thể gọi nó là của ta. Và sư cảnh báo trước với quý thiền sinh, và sư nghĩ là sư đã cảnh báo rồi, đừng sa đà vào những lý luận của sự vô ngã. Bởi vì thứ nhất, chỉ khi mà chúng ta chứng đắc sơ quả, chúng ta mới có thể diệt trừ hoàn toàn thân kiến. Và thân kiến chính là chấp ngã. Mà khi chúng ta chưa hoàn toàn diệt trừ thân kiến thì cái sự chấp ngã nó vẫn còn len lỏi trong tiềm thức, trong tâm của chúng ta. Thành ra đừng cố phủ nhận, đừng cố suy tư quá xa, để rồi để chúng ta sa đà vào sự lý luận về pháp vô ngã. Nên nhớ, trí tuệ là một chuỗi những sự nhận thức và quan sát, chứ không phải là đánh nặng vào cái chữ vô ngã. Chúng ta lâu nay, đặc biệt là những người nghiên cứu học thức hoặc là hành thiền, chúng ta quá chú trọng vào một khía cạnh, dẫn đến là chúng ta tưởng nó nhiều. Trong khi đó, cái sự yêu cầu về sự vô ngã chúng ta quan sát đó là gì? Thấy rõ không có cái gì đáng để gọi là của mình. Hoàn toàn không có một cái gì đáng để gọi là của mình. Từ tấm thân này mình không thấy cốt lõi, cho đến cái tâm này cũng không có cốt lõi. Sanh diệt liên tục. Và mình nhìn, khi mắt mình quán chiếu ra ngoại cảnh, chúng ta thấy rõ tất cả những thứ ở ngoài không có cái gì đáng để gọi là của mình. Từ một bông hoa cho đến một cái cây, cho đến một căn nhà, một cái xe, tiền bạc, tài sản, cho đến tất cả các mối quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, không có một cái gì đáng để gọi là của mình. Và khi không có cái gì đáng để gọi là của mình ấy, mình không níu kéo, cứ để các pháp vận hành một cách tự nhiên. Đây là 10 ngày hiếm hoi trong dòng sanh tử luân hồi mà quý vị có sự nhận thức này. Đừng yêu cầu xa xôi là khi về đời mình vẫn duy trì được sự nhận thức này.
sư không yêu cầu tới mức độ. Nhưng khi chúng ta còn trong khóa thiền, còn có được điều kiện thuận lợi để phát triển tâm, hãy duy trì sự nhận thức này. Ba nhận thức chính: vô thường, khổ, vô ngã. Khi chúng ta chìm vào trong ba sự nhận thức này đó, rõ rệt là chúng ta đang gieo nhân trí tuệ, thấy rõ tam tướng của vạn hữu, bao gồm ta và ngoài ta. Thì khi mà quý vị duy trì cái sự quan sát này, nhận thức rõ này, Pali gọi là Vipassana Pajñāna, là cái tuệ thấy rõ tam tướng. Đây là nhân, là duyên quan trọng. Quý vị đọc rất nhiều bài kinh, khi các vị tỷ kheo quan sát rõ tam tướng, vị ấy đi đến sự phát triển minh sát, đi đến sự giác ngộ giải thoát. Thì khi mà chúng ta gieo cái nhân như vậy, nó là cái phước trí giác ngộ. Nếu như chúng ta đủ phước, đủ duyên, đủ ba la mật, chúng ta có thể chứng đắc ngay trong đời này, hoặc là chúng ta sẽ có thể chứng đắc khi chúng ta trên giường bệnh, hoặc là chúng ta có thể chứng đắc khi chúng ta cận tử, nếu như chúng ta nhớ lại và chúng ta duy trì phát triển sự nhận thức về tam tướng như thế này. Hoặc là chúng ta sanh thiên lên cõi trời, có các vị thánh nhân ở trên đó, chúng ta tiếp tục thực hành và chúng ta chứng đắc đạo quả ở đó. Hoặc là chúng ta có thể chứng đắc ở một kiếp xa xôi. Nên nhớ, Phật giáo không phải là một sự hứa hẹn. Cho nên hãy nỗ lực ngay từ bây giờ. Chưa biết ai tu nhiều hơn ai, chưa biết ba la mật của ai nhiều hơn ai, cho nên hãy nỗ lực ngay thời điểm này. Và khi chúng ta có sự nhận thức rõ về tam tướng như vậy, chúng ta đi đến một trạng thái tâm, và đó là sự suy tư. Suy tư về cái gì? Suy tư về sự nhàm chán. Chúng ta sẽ cảm thấy nhàm chán đối với thân này, đối với tâm này, với tất cả mọi thứ xung quanh của chúng ta. Chúng ta có thể, với những ai thực hành đến bước này, họ có thể trải nghiệm trạng thái nhàm chán tất cả mọi thứ. Hãy duy trì sự nhàm chán đó. Bởi vì khi đó đó, chúng ta ý thức được không có cái gì đáng để chúng ta phải bám víu. Mà lúc bây giờ đó, cái chúng ta còn có thể bám víu duy nhất chính là gì? Sự chánh niệm, sự nhận thức về tâm tướng. Chỉ thế thôi. Ngoài ra không còn một cái gì đáng để chúng ta bám víu. Khi chúng ta duy trì liên tục sự nhàm chán như thế, chúng ta hướng tâm đến sự hoại diệt nguyên nhân sanh tử luân hồi, chúng ta thấy rõ do có thân có tâm này mà mình đã làm biết bao nhiêu thứ nghiệp thiện ác, để rồi phải tiếp tục luân hồi, để rồi tiếp tục phải có thân và có tâm, rồi lại tiếp tục làm các việc thiện ác. Chính cái sự nhàm chán đó, nó hướng chúng ta đến sự mong mỏi, sự suy tư là chấm dứt cái vòng tròn duyên khởi. Nhưng đương nhiên, một vị hành giả không bao giờ đi đến sự hủy hoại tự thân, không bao giờ. Mà chúng ta duy trì cái trạng thái muốn chấm dứt những trạng thái bất thiện của tâm tham, sân, si, chấm dứt vòng tròn duyên khởi, thì khi đó đó, quý vị sẽ đi đến một trạng thái nữa, đó là
sự ly tham. Mình không còn mong cầu một cái gì, bởi vì mình đã nhàm chán rồi. Mình không muốn một cái gì nữa cả. Mình không còn bất kỳ một cái sự mong cầu gì. Chìm đắm trong sự suy tư về nó. Và sau đó mình hướng tâm đến sự buông bỏ. Buông bỏ mọi thứ. Thân và tâm đều là cái buông bỏ. Tất cả các cái cảnh bên ngoài đều là cái để buông bỏ. Ở đây không còn một cái gì đáng để chúng ta níu kéo. Khi chúng ta giữ gìn cái trạng thái tâm đó, thì trong 16 cái thiền tuệ đó, gọi đó chính là hành xả tuệ. Thì nếu như chúng ta duy trì được cái trạng thái tâm này, chúng ta thấy ý thức rõ ngoài chuyện chánh niệm và cái sự suy tư về sự nhàm chán, sự ly tham, sự buông bỏ, nó không có cái gì đáng để mình nương nhờ, toàn bộ đều đáng để mình bỏ đi. Thì đây là bảy khía cạnh minh sát mà chúng ta cần trải qua, và đây chính là tuệ, thưa quý vị. Cái tuệ như thế nào? Do quý vị chưa trải qua giai đoạn của nội tâm này, như sư nói, nó giống như một người ở trong căn nhà đang cháy. Họ không thể lý giải được trạng thái tâm của một người đi ra khỏi căn nhà đang cháy, và họ sẽ thắc mắc cái vấn đề của sự lạc quan và bi quan của cô nói là do đâu. Do nội tâm của mình còn tham dục, nội tâm của mình còn sự dính mắc đối với tài sản, đối với các mối quan hệ, đối với vợ chồng con cái, đối với sự ham muốn về tái sanh. Chính bởi vì lẽ đó, khi mà sư nói về cái khía cạnh buông bỏ để đi đến sự giác ngộ và giải thoát, quý vị sẽ rung động, và mình buông không được, và mình cho nó là bi quan. Nhưng quý vị nên nhớ, cái việc đầu tiên mà chúng ta cần buông chính là những sự trói buộc trong tâm. Rất khó để yêu cầu hàng cư sĩ đi đến trạng thái này, cho nên sư chỉ nói cho một số người khi họ thực hành một cách đúng đắn và đi đến sự giải thoát giác ngộ. Tại sao mà Đức Thế Tôn và các vị thánh khi các ngài chứng ngộ được niết bàn, các ngài buông bỏ tất cả mọi thứ, và khi các ngài viên tịch, các ngài không còn tái sanh nữa? Đó là một trạng thái mà những người còn chìm đắm trong các dục, họ sẽ không hiểu. Chính vì lẽ đó, Đức Thế Tôn khi ngài mới giác ngộ, ngài nói rằng thật là khó
Bởi vì đạo của ta là đạo đi ngược dòng đời. Đây là đạo hướng đến sự ly dục, sự buông bỏ, sự giải thoát. Mà thế gian ưa thích các dục, chìm đắm trong các dục. Thì khi ta giảng giải, có những người họ không lãnh thụ được, thì họ sẽ làm cho ta bị phiền não. Cái phiền não ở đây không phải là do tâm này phiền não, mà nó làm cho cái sự an tĩnh của Ngài bị khuấy động. Thành ra Ngài có cái hướng là nhập Niết Bàn, không có giảng pháp. Và khi đó Phạm Thiên Sam-pa-tí ba lần thưa thỉnh Đức Thế Tôn xin thương tưởng chúng sanh. Bởi vì có còn đó những chúng sanh với cặp mắt ít bụi, nhờ lắng nghe pháp các vị đó có thể đi đến sự giải thoát giác ngộ. Cho nên đạo Phật là đạo hướng đến sự ly dục, hướng đến sự giải thoát. Nhưng mà đương nhiên trong quá trình hoằng pháp, Đức Thế Tôn diễn đạt, trình bày, hướng dẫn từng bước một, chứ Ngài không bao giờ Ngài lôi tứ đế ra Ngài giảng liền. Đầu tiên Ngài hướng chúng sanh đến việc vun bồi phước, tạo nhiều công đức. Đây là cái mà nhiều người rất là mê. Rồi Ngài hướng đến sự tái sanh về các lạc thú, về cõi trời, cõi người, tái sanh vào các cảnh giới tốt đẹp. Rồi Ngài hướng dẫn làm sao để sống ở gia đình mình là một người vợ, một người mẹ tuyệt vời. Mình có được một gia đình êm thấm, mình có được những đứa con tuyệt vời, mình có được sức khỏe tuyệt vời. Nói chung là mình có được tất cả các dục lạc ở thế gian. Đó là cái mà Đức Phật hướng dẫn những người cư sĩ mong cầu công đức. Quý vị còn vướng bận tài sản, còn vướng bận gia đình, không vấn đề. Phật Pháp có phương pháp giúp cho quý vị thỏa mãn sự mong cầu. Mà nói theo kiểu của mình là nói theo cái kiểu là tích cực, tức là giúp cho người cư sĩ có được phước báo để được giàu sang, để được sức khỏe, để được tuổi thọ, để được một gia đình êm thấm, có những đứa con ngoan hiền, có một người chồng biết thương mình, và thậm chí người nữ là một người nắm quyền lực trong gia đình. Hơn thế nữa, mình có thể hướng đến tài sản, địa vị, danh vọng. Hơn thế nữa, mình có thể hướng đến các cảnh giới tái sanh hạnh phúc như là cõi trời. Ở trên đó sự hưởng thụ gần như vô hạn với suy nghĩ của loài người về lạc thú, về các dục, về tuổi thọ. Nói theo kiểu của mình thì đó chính là sự tích cực. Nhưng mà nếu như quý vị đi thêm một bước nữa thì Đức Thế Tôn sẽ cho quý vị thấy vạn sự là vô thường. Bây giờ mình tu thì mình có được cái phước để mình đạt được những sự giàu sang như thế. Nhưng nếu như mình không tận dụng khi cái phước nó hết thì chúng sanh sẽ khổ. Nên cái khổ là cái tiềm tàng. Muốn chấm dứt khổ thì phải làm những điều sau đây. Tức là Thế Tôn mời chúng sanh đến, cho chúng sanh thấy sự an lạc, sau đó đưa chúng sanh đi đến cái đạo lộ thoát khổ, chính là sự giữ giới, sự thanh lọc nội tâm. Mà khi quý vị chuẩn bị được đến cái mức độ này đó, tức là nội tâm của chúng ta được nhu nhuyễn, dễ sử dụng, thanh lọc, thì tự nhiên quý vị có nhu cầu ly dục. Tự nhiên
Phật không có xúi ai. Tự quý vị sẽ có nhu cầu ly dục, nhu cầu bớt đi những gánh nặng, những trói buộc. Tự mình sẽ thấy được những cái mà hồi xưa mình tự hào đó, nó là những cái gánh nặng. Và tự nhiên chúng ta hướng đến sự buông bỏ trói buộc. Chính vì lẽ đó trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói ở thế gian có hai cái lạc này các tỷ kheo. Một là lạc khi hưởng thụ các dục lạc, và hai là lạc do ly dục. Thì chính cái lạc do ly dục này là cái lạc tối thượng. Thành ra khi mà chúng ta còn đắm chìm trong các dục lạc, quý vị không bao giờ thấy được cái lạc do ly dục đem lại. Cái lạc mà khi mình buông lại toàn bộ những sự trói buộc, buông lại tất cả những dính mắc ở thế gian này, nó lạc vô cùng. Mà những ngày qua các vị thiền sinh đã trải nghiệm được một phần, quý vị sẽ thấy mình buông càng nhiều thì nó càng lạc. Ở ngoài đời á, mình hưởng thụ càng nhiều nó càng vui, nhưng khi vào trong đây mình buông càng nhiều nó càng hạnh phúc. Cho nên cái con đường thực hành tứ niệm xứ là con đường đi đến sự rốt ráo chứng đắc đạo và quả. Nó không còn là con đường thế gian nữa. Chính vì lẽ đó đi đến cái hướng rốt ráo là mình phải đi đến sự buông bỏ. Sự buông bỏ tái sanh, sự nhàm chán với tất cả mọi thứ danh sắc. Thì khi mà chúng ta hướng tâm đến sự buông bỏ như thế, tuệ nó sẽ đi đến một bước tiếp theo là chuyển tuệ chuyển tập, tức là cái tuệ cắt đứt phiền não một cách vĩnh viễn. Và sau đó chúng ta có thể hưởng được trạng thái an lạc tối thượng của Niết Bàn. Đây là trạng thái mà chúng ta không bao giờ còn bị ô nhiễm bởi các truyền cảm. Nhưng muốn được cái đó mình phải có dũng cảm buông bỏ. Thành ra đó, sư thuyết đến cái ngày cuối cùng là dành cho chúng ta đi đến cái bước cuối cùng. Còn nếu như chúng ta vẫn còn ưu tư lo lắng gia đình, vợ chồng, con cái, thì hãy trân trọng thời gian này. Bởi vì sao? Bởi vì rất hiếm thời gian ở trong dòng sanh tử luân hồi mình có sự hướng đến chấm dứt khổ, hướng đến sự cắt đứt hoàn toàn trói buộc. Về đời rồi, hết 10 ngày trong khóa thiền, chúng ta sẽ quay lại cái mớ hổ lốn ở đời. Chúng ta sẽ mang vác những gánh nặng mà bây giờ nội quý vị nghĩ lại quý vị đã cứ sợ. Nhưng hết khóa thiền chúng ta sẽ được quay lại gánh. Thì sư chỉ có một câu hỏi: tại sao bây giờ đang nhẹ gánh, chúng ta không tranh thủ hưởng lạc thú của người ly dục, mình vội vàng sợ hãi mang vác lại những gánh nặng đó làm chi? Mà chắc chắn là sau khi kết thúc khóa thiền, mình cũng sẽ mang vác lại những gánh nặng đó, không cần phải vội. Khi mà quý vị về đời, chúng ta có thể tiếp tục làm phước, tiếp tục vun bồi công đức để chúng ta có được cái sự hưởng thụ các dục lạc giác quan tối thượng. Chúng ta có thể sống trong cảnh giàu sang, sống trong cảnh hạnh phúc, sống trong một gia đình hạnh phúc. Cái đó là chuyện bình thường. Nhớ, khóa thiền này là khóa thiền tứ niệm xứ. Mục đích rốt ráo là hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Chắc chắn nó sẽ đi ngược với dòng đời. Sao, thỏa mãn chưa? Biết là nhiều khi nó còn ấm ức lắm, tại vì mình còn trách nhiệm rất là nhiều sư hiểu. Quý vị còn trách nhiệm rất nhiều sư hiểu. Cho nên hãy tranh thủ trong khoảng thời gian này.
mình hưởng sự an lạc của người buông bỏ gánh nặng đi nha. Rồi sau đó mình lại quay trở về đời sau. Đâu có ai bắt quý vị bây giờ là mình cạo đầu đi tu luôn. Tuy nhiên với những vị mà có sự nhận thức tâm của mình á, đi đến cái bước này rồi, thì quý vị sẽ có nhu cầu buông bỏ. Như thế thiền viện thì vẫn rất là rộng chỗ cho quý vị ở lại. Và thậm chí nếu như có những vị muốn có lòng xuất gia, thấy rõ được sự nguy hiểm trong các dục, thì quý vị cũng có thể xuất gia đó. Và trong đời sống sẽ có những giây phút quý vị mệt mỏi về thân và về tâm, thì khi đó hãy nhớ còn có những nơi để mình có thể đi đến đó, mình buông bớt những gánh nặng để mình thả lỏng, để mình rèn luyện nội tâm, rồi sau đó mình có lại được sức khỏe của tâm, mình lại quay về đời. Thì đây là một cái vùng đất lành để cho chúng ta gột rửa những ô nhiễm, chúng ta đi vào với một cái lòng nhẹ tinh. Đối với tu sĩ thì hơi khác một tí. Khác là như thế này nè. Ngay cả các vị A-la-hán, cái việc mà hoằng pháp, ngay cả cái chuyện mà thuyết pháp nha, cái chuyện mà phải tụng kinh chúc phúc, xin thưa, ngay cả chuyện phải tụng kinh chúc phúc, thì đối với các vị đó đó, nó cũng là sự trở ngại. Trở ngại cho cái khoảng thời gian mà vị đó trải nghiệm sự an lạc trong sự giác ngộ. Cho nên ấy, trong suốt 10 ngày này quý vị cảm thấy sự an lạc, nhưng mà riêng bản thân sư cảm nhận rất là rõ, bản thân cái chuyện mà phải thuyết pháp, phải hướng dẫn từng người, phải vấn đáp, thậm chí phải tụng kinh, phải tiếp xúc với cư sĩ. Xin thưa, cái chuyện tiếp xúc với cư sĩ, bản thân nó làm cho mình nè không còn thời gian, không còn sự an lạc, sự bình tĩnh của nội tâm để trải nghiệm sự an lạc của một vị độc cư. Chính bởi vì như vậy đó, ngay cả Đức Thế Tôn trong những cái sau những cái khoảng thời gian Ngài hoằng pháp, Ngài thấy rằng đó, thân và tâm của Ngài cần sự nghỉ ngơi. Và thế là Ngài đi vào rừng hoặc cái nơi hoang vắng, ở đó chỉ có Ngài. Một số trường hợp thì có một con voi hoặc một con khỉ hoặc một vị thị giả để hỗ trợ Ngài. Tại vì Đức Thế Tôn nói cái sự hạnh phúc của độc cư là mình có thể thoải mái sinh hoạt. Mà cái sự thoải mái ở đây nó không giống như người đời. Người đời họ sinh hoạt một cách thoải mái là họ thoải mái, họ hưởng dục. Còn một vị tỷ kheo á, thoải mái độc cư đó là gì? Kiếm một nơi hoang vắng, không còn phải tiếp xúc với cư sĩ, vì ấy sống an lạc trong sự thiền tịnh và độc cư. Thì chính cái sự an lạc của việc sống một mình đó, vì ấy nuôi dưỡng thân và tâm. Thật ra phải nói là có những khi mà mình chỉ muốn mình vào rừng sống một mình, hoặc là mình đến một nơi hoang vắng mình sống cho nó an lạc. Xin thưa, ngay cả cái ngôi chùa ở phố thị cũng không phải là nơi tốt để độc cư, vì biết tại đó tại sao phải tiếp còn phải tiếp xúc rất là nhiều.
Nhưng mà mỗi một cái giới khác nhau sẽ có cái nhu cầu khác nhau. Đối với quý vị thì mình chỉ cần một cái ngôi giả lát, mình sống 10 ngày an lạc, như vậy đã đủ rồi. Còn các vị tỷ kheo, sự an lạc của vị đó là một sự an lạc độc cư, khi mà vị ấy không phải tiếp xúc với bất kỳ thứ gì, tự mình trải nghiệm sự an lạc trong thiền tịnh và độc cư, tự ta sống với riêng ta. Cho nên mỗi một người thì sẽ có cái nhu cầu khác nhau. Thành ra đó, về đời ha, mệt mỏi quá thì khi mà sư cứ 3 tháng, sư định là 3 tháng tổ chức khóa thiền một lần, thì quý vị cứ tham gia, sẵn lòng mở cửa đón quý vị. Có những vị mà đã nắm được phương pháp rồi thì quý vị chỉ mượn chỗ để mình sống an lạc độc cư thì vẫn được. Đó. Và cái thời gian còn lại thì còn 5 phút nữa. Kính thưa bạch thầy, con là thiền sinh mới tham gia khóa thiền cũng do chữ duyên. Con nhận thấy con cũng có duyên với Phật pháp, mặc dù con chưa tạo ra được nhiều mối nhân duyên đến nhà Phật, chỉ mới là chút duyên mỏng, và cũng là khi con gặp vấn đề trong cuộc sống, sinh phiền não, con mới tìm đến nhà Phật. Việc học giáo lý căn bản của nhà Phật, con chưa từng được học qua, chưa từng được hiểu và biết về nền tảng Phật pháp. Con nghe pháp thoại rất hay và cuốn hút, mặc dù con chưa thể hiểu được nhiều. Việc sống và tin vào nhân quả, nghiệp quả của con trong cuộc sống mỗi ngày, từ trước đến giờ khiến con suy nghĩ là việc chưa từng biết đến, chưa từng học đến giáo lý nhà Phật cũng là cái quả của con, phải không? Con xin chân thành cảm ơn. Tại sao mình không nghĩ là cái chuyện mình bây giờ được tiếp xúc với chánh pháp là cũng nhờ một quả lành nào đó? Rất nhiều người họ khổ, họ không biết tìm đâu hết, và họ chỉ đi đến sự hủy diệt bản thân mình, sống ôm ấp sự trầm cảm, sự uất ức, sự uất hận, rồi đó có khi là đi đến những căn bệnh tâm thần. Bây giờ người ta trầm cảm nhiều lắm, rồi có khi đi đến sự hoại diệt đó. Nhiều người họ tự tử tại vì họ bế tắc trong cuộc sống đó. Mà nhiều người sau khi họ buông, họ không buông, do đó họ bế tắc. Chính bởi vì lẽ đó, nhiều người họ thiếu phước. Có người nhiều phước hơn một tí thì họ chỉ đơn giản khổ quá tới chùa ôm chân Phật, nhờ mấy sư tụng mấy bài kinh cầu an cầu siêu, rồi tự hài lòng với những thứ đó, rồi đi về tiếp tục quanh quẩn và tự trấn an mình, như vậy là được rồi. Cái chuyện mà quý vị tham dự được một khóa thiền như thế này, cái phước không biết là mình tu bao nhiêu đời. Và sư phải nói bản thân sư cũng không biết là nhờ cái phước phần như thế nào mà mình mới có được cái nhân duyên để hướng dẫn quý vị đây, tự mình tu và có thể hướng dẫn quý vị. Thành ra mình đừng có tự ti. Nhiều khi cái phước của mình bây giờ nó trổ, chẳng qua hồi xưa mình làm phước chậm trễ, cái kiểu hẹn á, cho nên bây giờ cái quả nó trổ chậm trễ. Nhưng mà khi mình biết rồi thì tranh thủ thời gian còn lại để mình lo mình học giáo lý, mình lo mình vun bồi Phật pháp, mình lo tu tập nội tâm. Sư thương lắm, có những ông bà cụ nói với sư: con 80 tuổi rồi mà bây giờ con mới biết tới chánh pháp. Thì phải nói là nó muộn, nhưng mà muộn còn hơn không. Hồi xưa giờ mình toàn tiếp xúc với những cái thứ
gọi là văn hóa tâm linh, chứ mình chưa tiếp xúc được cái cốt lõi của Phật giáo. À, thành ra là về đời thì Châm có thời gian rảnh rỗi mình mở pháp lên mình nghe. Do sư không có tiếp xúc nhiều cho nên là sư chỉ chịu trách nhiệm với những gì sư nói. Trên kênh YouTube của sư, YouTube Sư Hạnh Tuệ, nếu ai chưa có nhớ tên, thì sư có cả ngàn video nha, về đủ mọi thành phần. Mình có muốn tu giải thoát cũng có, mình có muốn làm một người vợ hạnh phúc cũng có. Có video phụ nữ muốn gì đó, rồi có những cái video hướng dẫn sống là người cư sĩ tại gia sao cho an lạc, tất cả đều có. Rồi cho đến những cái giáo lý Phật pháp căn bản, cho đến cái chuyện mình cần phải cầu an, cầu siêu như thế nào cho đúng, toàn bộ đều có. Cho nên là quý vị có thể nghe chưa muộn. Khi nào mà mình hấp hối thì mới muộn, hoặc khi nào mà mình bị điên khi đó mới muộn. Sư rất tiếc là có những người họ đến với sư muộn quá. Khi mà cái áp lực ở đời nó đưa họ đến sự bế tắc cùng cực, nó làm cho họ bị không còn là tâm thần thông thường nữa, mà nó đưa đến họ cái sự ảo ảnh, và họ không còn khả năng lắng nghe. Giống như quý vị thấy cái đất á, nha, nó khô, mình tưới nước nó có thể thấm nước, nhưng cái đất mà nó khô cằn, nó cháy luôn, mình tưới nước vô nó lăn tăn trên mặt, nó không thấm nổi. Cho nên sư mong mỏi là khi mà quý vị về đời, hoặc là có những người, những người bình thường, mình khuyên nên tham dự những khóa thiền để bồi dưỡng lại cái tâm của mình. Đừng để đến khi quá muộn. Quá muộn rồi sư giúp không được nha, vừa phải thôi đó. Thì đấy là cái chia sẻ của sư. Và sư mong là cái khóa thiền này giúp cho quý vị trải nghiệm những cái mà mình chưa bao giờ trải nghiệm ở đời, để quý vị thấy sự màu nhiệm của Phật pháp khi mà mình thực hành buông bỏ. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện nhìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham ám lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sau đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Sa-ra-lu-s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 a